Lào Cai đã sản xuất giống chuối và dứa bằng phương pháp nuôi cấy mô. Phương pháp này đang dần giúp nông dân địa phương chủ động được nguồn giống. Đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện nhân giống chuối và dứa bằng phương pháp nuôi cấy mô là Trung tâm Giống Nông nghiệp. Để triển khai thực hiện, đơn vị đã lựa chọn được nguồn giống tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, trình độ canh tác của nông dân địa phương. Phương pháp này đảm bảo việc sản xuất giống với số lượng lớn, chất lượng đồng đều và cây giống khi ra vườn ươm là cây sạch bệnh, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất vườn và được các cơ quan chuyên môn của tỉnh quản lý giám sát, hệ số nhân giống lớn, chất lượng cây đồng đều, có được nhiều ưu điểm nổi trội nhất của nguồn giống. Sau khoảng 3 tháng chăm sóc, cây chuối và dứa cấy mô sẽ được xuất vườn, cung cấp theo đơn đặt hàng của các địa phương trong việc mở rộng diện tích cây trồng chủ lực theo định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh.